Nhưng các bạn biết không, đời không như là mơ. Bởi vì sao? Vì dùng retinol á, thì nó đẹp thiệt đó, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng phụ nhất định. Chẳng hạn như là bị khô da này, rồi bị đỏ da này, bị bong tróc da này, xong rồi các bạn còn gọi là bị nổi mụn breakout này nọ đó. Nên bác sĩ Nguyên mới phải hướng dẫn cho các bạn. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và sau 4 năm sử dụng retinol cùng với lại kiến thức bác sĩ da liễu, thì video ngày hôm nay bác sĩ Nguyên sẽ chia sẻ tất tần tật về những cái kiến thức để các bạn có thể sử dụng retinol, ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng được. Mà khi sử dụng, các bạn vừa nhận được kết quả cao, giảm được tình trạng kích ứng và các bạn không còn phải quá lăn tăn lo lắng về việc là sử dụng retinol. Các bạn có thể thấy là hầu hết những cái bạn beauty blogger hoặc là những cái bác sĩ da liễu, thì ai mà sở hữu một làn da căng bóng, trẻ hơn tuổi thật thì đều sử dụng sản phẩm đó là retinol. Thì đây được xem như là một trong những sản phẩm rất chi là thần thánh của ngành da liễu, bởi vì nó có khả năng trẻ hóa được làn da cho các bạn một cách gọi là ngoạn mục. Và cá nhân bác sĩ Nguyên cũng là một bác sĩ da liễu, mình cũng đã dùng retinol từ khi những ngày mà mình mới bắt đầu chập chững bước vào ngành da liễu, và mình cảm thấy nó thực sự là một sản phẩm đáng tiền, đáng mua và nên có trong mỗi chu trình dưỡng da nếu mà các bạn muốn trẻ hóa làn da, muốn trông trẻ hơn so với tuổi thật, giảm được tình trạng là xuất hiện nếp nhăn sớm. Vậy thì retinol là gì? Thì các bạn có thể hiểu nôm na, retinol là một cái chất ở trong chăm sóc da, và retinol là dẫn xuất của vitamin A và nó ở dạng bôi. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình đi mua những cái sản phẩm skincare thì không chỉ là có retinol, mà các bạn sẽ còn nghe đâu đó những chất khác như là retinoin, rồi retinan, retinaldehyde, thì nó đều là dẫn xuất của vitamin A, chẳng qua là độ mạnh và độ yếu nó khác nhau. Thì cái chất mà mọi người hay dùng nhất ở trong chăm sóc da đó là retinol, thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn giản và nôm na như vậy. Vậy thì khi mà mình sử dụng retinol thì da mình nó sẽ có những cái thay đổi như thế nào? Vì sao mình dùng nó thì da mình trẻ hóa? Thì cái lợi ích đầu tiên khi mà các bạn sử dụng retinol đó là nó giúp da của các bạn tái tạo nhanh hơn. Các bạn có thể thấy là những cái bạn mà nhỏ gọi là con nít á, thì da rất là căng mượt và chẳng bao giờ sần sùi cả. Thì bởi vì là cái quá trình mà tái tạo da của các bạn rất là nhanh, thông thường là nó khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà càng lớn thì cái quá trình này của chúng ta là nó dài ra, trung bình là từ 28 cho đến 35 ngày. Nhưng mà bước sang khoảng 40, 50 tuổi thì cái quá trình này mỗi lúc mỗi dài thì da mình nó nhăn nheo rồi nó sần sùi. Vậy thì khi mà mình dùng retinol thì nó sẽ kích thích những cái tế bào sần của mình, nó được bong ra nhanh hơn thì da mình nó sẽ mịn hơn. Cái tác dụng thứ hai của retinol để mà nó giúp mình giảm nếp nhăn đó là khi dùng retinol thì nó kích thích da mình tăng sinh collagen và elastin. Thì các bạn biết da mình nhờ mà có cái độ căng độ đàn hồi như này là nhờ có cái sợi collagen, thì chính cái retinol nó sẽ hỗ trợ da mình tăng sinh collagen cực kỳ hiệu quả luôn. Và cái tác dụng thứ ba của retinol nữa đó là nó còn ngăn chặn những cái tế bào sắc tố vận chuyển lên bề mặt. Vì vậy mà khi dùng retinol thì da của các bạn cũng sáng hơn, đều màu hơn. Rồi nhiều bạn hay hỏi bác sĩ Nguyên là dùng retinol liệu nó có trị được nám hay không? Thì các bạn biết không, cái việc trị nám nó không chỉ dựa vào mỗi retinol thôi, mà nó có một cái phác đồ điều trị và mỗi người thì chúng ta sẽ sử dụng khác nhau. Nhưng mà retinol thì nó có làm cho da mình bớt sạm, bớt nám, nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khi mà da mình gặp vấn đề về sắc tố. Tiếp theo nữa là retinol nó còn ức chế một cái enzyme gây phân hủy collagen ở trên da, nên nó cũng hỗ trợ cho da mình trẻ hóa rất là tốt luôn. Nhưng các bạn biết không, đời không như là mơ. Bởi vì sao? Vì dùng retinol á, thì nó đẹp thiệt đó, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng phụ nhất định. Chẳng hạn như là bị khô da này, rồi bị đỏ da này, bị bong tróc da này, xong rồi các bạn còn gọi là bị nổi mụn breakout này nọ đó. Nên bác sĩ Nguyên mới phải hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng nó hiệu quả mà tránh được những cái tình trạng này. Các bạn có thể thấy ở bên cạnh mình đây là một loạt rất là nhiều retinol đến từ các cái nhãn hàng khác nhau. Tất nhiên các bạn không nhất thiết phải lựa chọn những cái hãng này, nhưng đây là một số hãng tiêu biểu mà mình cảm thấy nó có hiệu quả và bản thân mình cũng đã trải nghiệm nó rồi. Và mình phải trải nghiệm nhiều thì mình mới có thể chia sẻ với mọi người một cách là chuẩn xác được. Vậy thì đầu tiên để mà lựa chọn một retinol thì các bạn thấy là nó có, đầu tiên là nhãn hiệu, thì nó phải đến từ những cái hãng mà dược mỹ phẩm uy tín thì chúng ta mới có thể tin tưởng được. Thứ hai, chúng ta sẽ lựa chọn về mặt nồng độ. Thì nồng độ càng cao tất nhiên nó sẽ càng hiệu quả, nhưng mà khả năng kích ứng của nó lại càng cao hơn. Các bạn có thể thấy ví dụ cái retinol này là 1%, của cái này là chỉ có 0,06%, mà retinan thôi là còn yếu nữa. Rồi cái này là 0.5%, cái này cũng là 1%, và cái này cũng là retinaldehyde, và nó cũng nồng độ rất là thấp. Vậy thì tùy vào cái mong muốn của mình cũng như là độ mạnh, độ
yếu của làn da để mà mình lựa chọn một cái nồng độ phù hợp. Và có một cái mẹo để cho mọi người lựa chọn, đó là nếu mà các bạn da dầu hỗn hợp thiên dầu thì các bạn nên lựa chọn nồng độ cao, còn những bạn mà da khô, da thường hoặc là da nhạy cảm thì tất nhiên chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có nồng độ thấp thôi. Vậy thì khi mà mình có một cái tip retinol như thế này thì mua về mình xài như thế nào? Thì các bạn có thể thấy là nó vẫn sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng ở trên bao bì, nhưng mà cái hướng dẫn này thì nó rất là chung chung. Thì bây giờ bác sĩ Nguyên cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể chúng ta biết cách để chúng ta xài nha. Bây giờ là bóc một cái tip retinol mới ra cho các bạn xem luôn nha. Thì trong này là đầu tiên là cái tip retinol. Cái này là mình dùng cái retinol 1% của nhà Obagi nha. Đây, thì các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vòi nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì khi các bạn xịt ra chúng ta sẽ bơm. Mọi người mới mua về thì bơm một hoài nó chưa có lên đâu, chờ một xíu để cho nó đẩy lên ha. Đây, thì mà khi mà mình mới bắt đầu dùng thì tất nhiên là mình đừng có dùng quá nhiều, mà chúng ta chỉ dùng khoảng chừng này thôi, khoảng tầm đâu đó 2 hạt đậu xanh là đủ rồi mọi người. Còn mà nếu mà mọi người dùng ham mà dùng nhiều quá thì chắc chắn là sẽ bị kích ứng đúng không? Và khi các bạn lấy ra xong các bạn bôi lên da thì chúng ta nên bôi trên nền da khô, tuyệt đối không bôi trên nền da ẩm, bởi vì khả năng gây kích ứng nó sẽ cao hơn khi bôi trên nền da ẩm. Thì các bạn rửa mặt xong chúng ta sẽ bôi sơ một cái lớp toner hoặc là serum HA cũng được. Sau đó thì các bạn chấm nhẹ lên khoảng 5 điểm và chúng ta vỗ từ từ ra và đợi khoảng tầm tốt nhất là sau rửa mặt 15 phút rồi các bạn hãy bôi retinol. Đối với những bạn mà có làn da quá là nhạy cảm thì trước khi bôi chúng ta nên bôi một xíu cái dưỡng ẩm ở những cái vùng mà nhạy cảm, chẳng hạn như là quanh miệng này, vùng hốc mũi này, vùng dưới mắt này, để cho retinol nó không có tác động quá mạnh. Ngoài ra thì có rất là nhiều mẹo chỉ các bạn là giảm kích ứng, chẳng hạn như là trộn retinol với lại kem dưỡng này, hoặc là bôi dưỡng ẩm trước rồi bôi retinol sau. Thì đó đều là những cái cách mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng. Nhưng mà riêng cá nhân bác sĩ Nguyên thì mình không có khuyến cáo cái trường hợp mà các bạn tự trộn lại cái kem dưỡng ẩm với lại là retinol, bởi vì là mình sẽ không có căn được cái nồng độ, rồi mình sẽ rất là khó để biết là mix bao nhiêu là đủ. Vậy thì cái cách mà mình cảm thấy tối ưu hơn đó là mình nên bôi dưỡng ẩm trước, sau đó thì mình sẽ sử dụng retinol sau. Vậy thì da nào là dùng được retinol, còn da nào thì không dùng được? Thực ra là tất cả mọi loại da đều có thể sử dụng retinol. Tuy nhiên đối với những bạn mà da khô, da dễ kích ứng thì việc sử dụng retinol nó sẽ khó hơn. Thì các bạn cứ nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nồng độ thiệt là thấp, sau mình dùng từ từ lên. Trong cái khoảng thời gian đầu mà mình dùng thì các bạn lưu ý này, dùng thật là chậm, có nghĩa là một tuần mình bôi khoảng tầm 2 lần thôi. Qua 2 tuần tiếp theo thì mình có thể nâng lên 3 lần, và từ từ qua vài tháng khi mà cảm thấy là da mình nó căng, nó khỏe hơn thì mình có thể là nâng lên 4 lần, 5 lần, rồi có thể bôi cả tuần luôn. Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải bôi lên cả tuần thì mới được. Tại vì là nếu mà ở cái mức độ đó mà bạn cảm thấy là nó không kích ứng mà da của các bạn đã gọi là tốt lên như các bạn mong muốn thì không nhất thiết các bạn phải tăng liều. Rồi các giai đoạn mà khi các bạn dùng retinol thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Đầu tiên thì không có hiện tượng gì xảy ra cả, đa phần là như vậy. Tiếp theo đó là da của mình nó sẽ hơi khô lại, hơi kiểu như da bị mất nước á mọi người, hơi căng căng khô khô. Tiếp cái giai đoạn nữa là có thể là da nó bong mủn mủn nhẹ nhẹ, và sau cái giai đoạn đó thì da mình bắt đầu quen và nó bắt đầu căng hơn, bóng hơn, thu nhỏ được lỗ chân lông và mờ cái tình trạng sắc tố trên da. Thì thông thường các bạn phải dùng retinol tầm sau 3 tháng các bạn mới thấy cải thiện, và da mình thực sự là thay đổi được cái kết cấu mình có thể cảm nhận được thì thường là sau khoảng 1 năm. Vậy thì retinol này mình nên kết hợp với gì để mà nó phục hồi da hoặc là tăng cường hiệu quả? Thì đầu tiên để mà giảm cái kích ứng các bạn có thể kết hợp thêm với cả serum HA này, serum B5 này, hoặc là những cái kem dưỡng phục hồi để mà mix match lại cho da của mình nó dịu hơn. Mình không có khuyến cáo trường hợp các bạn dùng retinol trần, nó sẽ rất là kích ứng mà cái hiệu quả thì không phải là tăng lên đâu nha các bạn. Nếu da mình khô và mất nước thì nó còn nguy hiểm hơn việc là các bạn cứ từ từ mà dùng. Còn nếu mà các bạn muốn tăng cường hiệu quả thì có thể sử dụng retinol kết hợp với các sản phẩm như là niacinamide, vitamin C, AHA và BHA. Tuy nhiên để mà phối hợp như vậy thì các bạn cần làm quen từng cái sản phẩm trước.
trước. Sau đó thì mình có thể chia lịch ra, ví dụ như là thứ 2, thứ 4, thứ 6 mình dùng retinol, thứ 3, thứ 5, thứ 7 chúng ta sẽ sử dụng những cái hoạt chất còn lại thì nó sẽ tăng cường hơn. Riêng với niacinamide thì các bạn có thể dùng chung buổi và nên bôi niacinamide trước và retinol sau. Nhiều bạn lại hỏi là retinol thì bôi ban ngày có được không hay là phải bôi ban đêm, thì câu trả lời là nên bôi vào ban đêm. Tại vì thứ nhất là ban đêm là cái thời gian tốt nhất để các bạn điều trị những cái vấn đề ở trên da. Cái thứ hai nữa là retinol nó rất là dễ bị gọi là phân hủy dưới ánh sáng mặt trời. Còn ban đêm thì không nha, ánh đèn điện cũng không, nên mọi người hoàn toàn có thể bôi vào ban đêm sau bấm điện thoại cũng được. Nhưng mà tất nhiên lời khuyên tốt nhất là các bạn nên bôi xong rồi đi ngủ. Và bác sĩ Nguyên rất là hy vọng qua video này thì mọi người đã biết cách dùng một cái sản phẩm retinol một cách hợp lý nhất và làm sao đó để da của mình nó cải thiện nhanh nhất. Và các bạn đang sử dụng loại retinol nào thì có thể comment xuống ở phần bình luận, mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình về loại retinol đó. Ngoài ra, nếu mà các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào cũng comment xuống. Và các bạn nhớ xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.